thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Casemiro tỏa sáng, MU 99% có vé dự Champions League, Ten Hag bảo chi để chiêu mộ Harry Kane. MU chính thức chốt hạ mua Erling Haaland 2.0. Viễn cảnh MU có tiền đạo Erling Haaland. Casemiro tỏa sáng, MU 99% có vé dự Champions League. Đêm 20 tháng 5, MU không có lực lượng mạnh nhất khi hành quân đến sân của Bournemouth nhưng vẫn có chiến thắng 1-0 nhờ bàn của Casemiro. Bournemouth bố trí hàng thủ số đông nhưng lại sớm mắc sai lầm và ngay lập tức trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 9. Sau đường chọc khe bồng của Christian Eriksen, Marco Senesi cắt bóng lỗi tạo cơ hội để Casemiro tung người dứt điểm cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Sau bàn mở tỷ số, MU không có thêm pha phối hợp nào đáng chú ý khi bộ ba hàng công là Anthony Martial, Jadon Sancho đều chơi quá chậm chạp và rườm rà. Trong khi đó, hàng phòng ngự đội khách cũng để lại nhiều nỗi lo. Nếu không có sự tập trung của David De Gea, mảnh lưới đội khách đã rung lên sau pha dứt điểm hiểm hóc của Solanke hay Kiev Moore ở phút 27 và 84. Trận đấu tại sân vận động Vitality khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho MU. Lúc này, Casemiro cùng đồng đội tạm hơn Liverpool 3 điểm. Chiến thắng này giúp MU 99% kết thúc mùa giải năm nay trong top 4, đồng thời khép chặt cánh cửa hy vọng dự cúp C1 mùa giải tới của Liverpool. Lữ đoàn đỏ để hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Aston Villa ở trận đấu cùng giờ, qua đó chỉ có 66 điểm và mùa giải chỉ còn đúng một vòng. MU lúc này đã có 69 điểm và chỉ cần tối thiểu 1 điểm ở hai trận đấu cuối cùng của mình, tính cả trận đá bù, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag sẽ kết thúc mùa giải trong top 4. Hiện tại, khi đã 99% nắm vé dự cúp C1 mùa giải tới, MU có mục tiêu thiết thực là đua top 3 với Newcastle, đội cũng có 69 điểm nhưng sở hữu hiệu số vượt trội. Ten Hag bạo chi để chiêu mộ Harry Kane. Huyền thoại MU Eric Cole lo ngại việc MU theo đuổi Harry Kane ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Harry Kane là một trong những mục tiêu chiêu mộ ưu tiên của MU ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023. Thậm chí quỷ đỏ sẵn sàng chi ra số tiền 100 triệu bảng để có thể nhận được sự đồng ý của Tottenham. Nhiều Manusian kỳ vọng Harry Kane sẽ giúp MU giải quyết bài toán tiền đạo cắm. Đẳng cấp của chân sút người Anh không có gì phải bàn cãi. Chưa kể anh có kinh nghiệm chơi bóng ở xứ sở sương mù. Đây là lợi thế hơn so với các mục tiêu mà quỷ đỏ nhắm tới như là Osimhen hay Gonçalo Ramos. Nhưng với huyền thoại Eric Cole thì khác, ông thậm chí coi việc MU nếu chiêu mộ Harry Kane sẽ là ác mộng. Cựu danh thủ quỷ đỏ chia sẻ, MU không thể nào tiếp tục triển khai những giải pháp mua sắm ngắn hạn. Số tiền 80-100 triệu bảng để mua Harry Kane thực sự là không đáng. Sau 2 năm nữa, MU phải sực nhớ rằng Harry Kane bước sang tuổi 32. Khi ấy, họ lại đi tìm tiền đạo mới. Nhìn vào tấm gương của Van Persie là ví dụ điển hình. Anh ta chỉ ở lại câu lạc bộ trong vòng 2 năm. Sau đó, nhiều người đến rồi đi cũng chỉ trong khoảng 2 năm. MU không thể nào thay tiền đạo chỉ trong vòng 2 năm được. Đó thực sự là điều thảm họa. Mục tiêu mà đội bóng cần hướng tới là chiêu mộ những ngôi sao có giá trị sử dụng từ 5 năm trở lên. Victor Osimhen hay Gonçalo Ramos là những gương mặt đảm bảo được giá trị sử dụng dài lâu. Họ còn trẻ, chưa kể đạt phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ chủ quản. Mức giá để MU chiêu mộ một trong hai cầu thủ này cũng không hề cao hơn số tiền phải bỏ ra mua Harry Kane. MU không hề mong muốn dựa dẫm vào phong độ ghi bàn của Marcus Rashford, trước kể cầu thủ này không phải là trung phong chính hiệu. Trong khi đó, Anthony Martial không còn đạt được phong độ như kỳ vọng. MU chính thức chốt mua Erling Haaland 2.0. Theo tin The Times, bên cạnh Harry Kane, Man United còn muốn thâu tóm cả tài năng trẻ Rasmus Højlund. Quỷ đỏ đã có những bước tiến dài trong mùa giải này dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag. Trong mùa bóng mới, họ cần phải củng cố đội hình và hàng công là nơi được ưu tiên. The Times tuyên bố Man United muốn có cùng lúc hai tiền đạo, một đẳng cấp và một tiềm năng. Tờ báo khẳng định mục tiêu số 1 của quỷ đỏ là tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford đang theo đuổi Rasmus Højlund của Atalanta. Højlund đã trở thành ngôi sao trong mùa giải này khi ghi 5 bàn sau 2 trận cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Cầu thủ 20 tuổi này cũng ghi 8 bàn sau 31 trận cho đội bóng tại Serie A. Với tiềm năng to lớn, anh được so sánh nhiều với Erling Haaland. Højlund ban đầu được định giá khoảng 60 triệu bảng trước sự quan tâm từ Man United và Arsenal. Tuy nhiên, tờ Corriere della Sera của Ý hiện tại chỉ ra rằng Man United có thể chiêu mộ anh với giá gần 40 triệu bảng. Điều đó vẫn giúp Atalanta thu về gần gấp 3 số tiền mà họ bỏ ra, 14,7 triệu bảng, để có Højlund từ Sturm Graz chỉ một năm trước. Với sự xuất hiện của Højlund, Man United có thể chia tay Anthony Martial sau 8 mùa giải ở câu lạc bộ. Viễn cảnh MU có tiền đạo Erling Haaland. Chứng kiến Erling Haaland tỏa sáng tại Man City, người hâm mộ MU dễ cảm thấy ghen tị. Quỷ đỏ thiếu một tay săn bàn thiện chiến để cạnh tranh cho các danh hiệu. Quỷ đỏ mới ghi 51 bàn tại Premier League, hơn mỗi Aston Villa 48 bàn trong top 10 bảng xếp hạng. Trong bối cảnh hàng thủ trở nên thiếu chắc chắn, những cầu thủ tấn công của MU cũng không hoàn thành nhiệm vụ.
Việc thiếu một số 9 đẳng cấp khiến đội chủ sân Old Trafford chật vật khi cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa giải sau. Erling Haaland là nỗi thèm khát của MU. 51 bàn thắng của MU còn thấp hơn 10 bàn so với hiệu số bàn thắng bại của đại kình địch Man City. Quỷ đỏ còn là đội duy nhất trong top 7 chỉ cán mốc 60 bàn và kém đội dẫn đầu Man City đến 41 pha lập công. Mọi thứ trở nên tồi tệ với Quỷ đỏ khi chân sút chủ lực Marcus Rashford bị cảm và nguy cơ vắng mặt ở trận đấu gặp Bournemouth đêm 20 tháng 5 giờ Hà Nội. Rashford là điểm sáng hiếm hoi ở hàng công của MU. Chân sút người Anh ghi 16 bàn tại Premier League, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của MU. MU quá phụ thuộc vào các bàn thắng của Marcus Rashford. Nhưng ngay cả tay săn bàn số 1 câu lạc bộ vẫn kém xa Erling Haaland của Man City. Không cầu thủ MU nào tiến gần đến cột mốc 36 bàn của chân sút người Na Uy tại Premier League. Erling Haaland được hưởng lợi khi đặt vào một hệ thống bài bản với những tiền vệ tấn công chất lượng. Nhưng MU cũng không thiếu những ngòi nổ sáng tạo. Tính đến đầu tháng 5, Quỷ đỏ tạo ra số cơ hội ăn bàn nhiều hơn hẳn Arsenal với cùng số trận như nhau 34. Chỉ Man City 96 và Liverpool 94 tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn MU. Newcastle thì ngang bằng 72. Vấn đề nằm ở chỗ khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của MU khá tệ. Wout van Gorst còn kém hiệu quả hơn Marcus Rashford. Sau 28 lần ra sân, tiền đạo người Hà Lan mới ghi 2 bàn. Tương tự là Anthony Martial, người mới chỉ ghi 4 bàn từ đầu mùa. Cổ động viên MU hẳn ghen tị khi chứng kiến Erling Haaland liên tục ghi bàn cho Man City. Đó là hình mẫu tiền đạo không chỉ MU mà bất cứ câu lạc bộ nào cũng muốn sở hữu. Hôm 14 tháng 5, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tiết lộ MU từng từ chối chiêu mộ Erling Haaland với mức phí chỉ vỏn vẹn 4 triệu bảng vào năm 2018. Khó khẳng định rằng Erling Haaland sẽ thành công nếu đầu quân cho Quỷ đỏ thời điểm đó. Chân sút người Na Uy có lộ trình phát triển hoàn hảo khi chuyển dịch từ các giải đấu cấp thấp sang Premier League. Erling Haaland hiện còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Pep Guardiola, một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Không phải tiền bạc, truyền thông Anh cho rằng một trong những lý do khiến Erling Haaland chọn Man City là vì dự án thể thao hấp dẫn. Chân sút người Na Uy cảm nhận có thể chinh phục nhiều danh hiệu tại sân Etihad, đồng thời được hỗ trợ bởi những đồng đội đẳng cấp. Đó là điều MU không có được trong vài năm gần đây. Cán cân quyền lực ngày càng nghiêng về phía nửa xanh thành Manchester. Trong nhóm Big Six, Chelsea là đội bóng khác cũng thiếu một trung phong tầm cỡ. The Blue trải qua tình cảnh thê thảm hơn MU khi mới ghi 36 bàn sau 35 trận tại Premier League, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Hai năm sau chức vô địch Champions League, Chelsea không cạnh tranh được tấm vé dự giải đấu này vào mùa sau. MU chắc chắn cần bổ sung một tiền đạo, cựu danh thủ Dimitar Berbatov chia sẻ. Họ cần người có thể ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Mẫu tiền đạo như Erling Haaland là nỗi thèm khát của Quỷ đỏ. Đó là lý do tại sao MU đang ra sức theo đuổi Harry Kane, Victor Osimhen hay Kolo Muani trong mùa hè này.